Xin chào các bạn, Vladimir Putin là một trong những lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 21, cũng như một nhân vật đầy bí ẩn và tranh cãi trong chính trường quốc tế. Sự nghiệp của ông không chỉ gắn liền với các quyết sách quan trọng đối với đất nước, mà còn là những biến động lớn trên khắp thế giới, từ đó hồi sinh tầm ảnh hưởng của Sứ Bạch Dương trong thiên niên kỷ mới. Và cho tới nay, thời kỳ cầm quyền của vị lãnh đạo này vẫn tiếp tục kéo dài, khi mà vào tháng 3 năm 2024, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố kết quả kiểm phiếu cho thấy Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo với 87,32% số phiếu ủng hộ. Như vậy, ông sẽ tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo Sứ Bạch Dương thêm 6 năm nữa. Và để hiểu sâu hơn về Tổng thống Vladimir Putin, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu qua video ngày hôm nay nha! Xuất thân khiêm tốn, con người lớn lao. Ông Putin từng có chia sẻ rằng, tôi xuất thân từ một gia đình bình thường và đó cũng là cách tôi đã sống suốt một thời gian dài, gần như suốt cả cuộc đời mình. Tôi sống như một người bình thường và tôi luôn duy trì cuộc sống như vậy. Điều đó đã phần nào cho thấy hình ảnh giản dị và gần gũi của vị lãnh đạo có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới này. Trong thời kỳ Liên Xô, cha của Putin chính là lính hải quân và mẹ của ông làm việc trong nhà máy. Họ đã trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt là sự qua đời của hai người con trai bởi bệnh tật và đói kém khi lực lượng Đức Quốc xã ở Thế chiến II vây hãm thành phố Leningrad. Vì vậy, sau khi chiến tranh kết thúc, ông bà quyết định có người con thứ ba, và thế là cậu bé Vladimir Putin ra đời vào ngày 7 tháng 10 năm 1952 tại Leningrad, Liên Xô, ngày nay là Saint Petersburg của Nga. Chính quá khứ khó khăn của gia đình đã rèn giũa nên tính cách kiên cường và quyết đoán, đồng thời hình thành tư duy và phong cách lãnh đạo mà Putin duy trì suốt cuộc đời và sự nghiệp. Từ năm 1960 đến năm 1968, cậu bé theo học tại trường tiểu học 193 ở Leningrad. Trong thời gian này, vị lãnh đạo tương lai là một học sinh chuyên gây phiền toái, chứ không phải một người gương mẫu như chúng ta thường nghĩ. Nhưng sau đó, cậu bé đã nỗ lực học tập cùng với sự thông minh sẵn có nên đã giành được điểm số cao hơn một cách dễ dàng. Ngoài ra, Putin còn luyện tập các môn thể thao đối kháng như Sambo và Judo nhằm phát triển thể lực cùng tinh thần kiên trì và quyết tâm. Cậu cũng đam mê tìm hiểu tri thức, đặc biệt là các tác phẩm của Marx, Engels và Lenin. Cũng chính những tư tưởng này đã ảnh hưởng đến cách nhìn nhận chính trị của Putin từ khi còn trẻ. Tiếp đó, nhà lãnh đạo tương lai được kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong, một tổ chức dành cho thanh thiếu niên được thành lập bởi Đảng Cộng sản Liên Xô, và ngay lập tức trở thành chi đội trưởng đội thiếu niên tiền phong của lớp. Kết thúc năm lớp 8, chàng trai trẻ theo học trường phổ thông 281 và hoàn thành bậc học vào năm 1970. Tại đây, Putin được đào tạo chuyên sâu về tiếng Đức và thành thạo thứ tiếng này nhờ vào khả năng tiếp thu cũng như học hỏi vượt trội. Từ trước khi tốt nghiệp phổ thông, vị Tổng thống tương lai đã ấp ủ ước mơ làm việc trong ngành tình báo. Chàng thiếu niên từng đi tới phòng tiếp đón công dân của Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô để tìm hiểu làm thế nào có thể trở thành một sĩ quan tình báo. Tại đây, Putin được dặn dò rằng nếu muốn làm trong ngành, trước hết phải đăng ký gia nhập quân đội hoặc hoàn thành bậc đại học, đặc biệt ưu tiên ngành luật. Do đó, vào năm 1970, chàng trai trẻ trở thành sinh viên khoa luật Đại học Quốc gia Leningrad, nay là Đại học Quốc gia Saint Petersburg, và nhận bằng tốt nghiệp vào năm 1975. Trong thời gian học tại trường, Putin đã gặp Anatoly Sobchak, một trợ lý giáo sư dạy luật kinh doanh, người có ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông ở Moscow, và sau này trở thành đồng tác giả của Hiến pháp Nga. Sau song đó, chàng thanh niên này cũng được yêu cầu gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô. Đây cũng là bước đầu sự gắn bó của Putin với hệ thống chính trị, nơi chàng sinh viên được rèn luyện và tiếp cận với những nguyên tắc lãnh đạo, cũng như xây dựng mối quan hệ với các nhân vật có quyền lực. Những năm tháng học tập không chỉ giúp Putin rèn luyện kiến thức mà còn tạo tiền đề cho sự nghiệp chính trị sau này. Từ một sinh viên luật đầy tham vọng, ông dần bước vào con đường dẫn đến vị trí lãnh đạo tối cao của nước Nga. Hành trình từ Leningrad đến Điện Kremlin. Vào năm 1975, sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Leningrad, Putin được tuyển dụng vào làm việc tại Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô, gọi tắt là KGB, theo đúng sở nguyện. Theo đó, ông trải qua các khóa đào tạo điệp viên tại Leningrad năm 1976 và Moscow năm 1979. Đến năm 1985, ông tốt nghiệp Học viện Andropov, nay là Viện Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga. Suốt quá trình này, Putin cũng học và sử dụng thành thạo thêm tiếng Anh bên cạnh tiếng Đức và tiếng Nga, và vốn ngoại ngữ phong phú cũng là một yếu tố quan trọng đối với hành trình quyền lực của ông. Sau khi trở thành một điệp viên thuộc KGB,
Putin bắt đầu sự nghiệp với việc giám sát người nước ngoài và các viên chức lãnh sự tại khu vực Leningrad. Từ năm 1985, ông được cử sang Dresden, Đông Đức để làm việc và được thăng cấp trung tá vì đạt thành tích xuất sắc. Nhưng đến năm 1989, với các sự kiện quan trọng như bức tường Berlin sụp đổ, khối Warsaw giải thể, cũng như việc KGB bắt đầu suy yếu, thì những hoạt động tình báo đã không còn là việc Putin được đảm nhận thường xuyên nữa. Ông trở lại Leningrad vào năm 1990 và nhờ tấm bằng luật trước đây nên đã nhận được công việc mới, đó là làm trợ lý cho Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Leningrad với vai trò phụ trách các vấn đề quan hệ quốc tế. Sau đó Putin trở thành cố vấn cho Chủ tịch Hội đồng thành phố Leningrad. Tuy nhiên trong thời gian này, vị lãnh đạo tương lai vẫn làm một vài nhiệm vụ cho Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô, như theo dõi quan điểm chính trị của sinh viên trong trường hoặc tìm kiếm những ứng viên mới cho tổ chức. Tới tháng 7 năm 1991, khi Liên bang Xô Viết dần bước vào những thời khắc cuối cùng, Putin tiếp tục được cất nhắc làm chủ tịch ban đối ngoại của văn phòng thị trưởng Saint Petersburg với nhiệm vụ tăng cường quan hệ quốc tế và đầu tư nước ngoài. Song song với đó, nhờ vào mối quan hệ mật thiết với các cơ quan an ninh, ông đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ và bảo vệ một trong những người thầy thời đại học của mình, đó là Anatoly Sobchak, khi chính trị gia này từ Moscow trở về Saint Petersburg để tái lập trật tự và thực thi các chính sách quan trọng. Cũng trong năm này, Putin chính thức rời bỏ chức vụ trong ngành an ninh quốc gia sau khi KGB bị phát hiện ủng hộ cuộc đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Đến năm 1996, khi đang giữ chức Phó Chủ tịch thứ nhất thành phố Saint Petersburg, thì ông được gọi về Moscow để nhận chức Phó Phòng Quản lý Tài sản Tổng thống Nga trong chính quyền thứ hai của Boris Yeltsin, với nhiệm vụ giám sát các vấn đề liên quan tới luật và tài sản nước ngoài. Cũng trong thời gian đó, Putin nhận bằng kinh tế tại Đại học Khai khoáng Saint Petersburg và điều này đã cung cấp cho ông nền tảng kiến thức vững chắc về các vấn đề về tài chính và quản lý, qua đó hỗ trợ những quyết định quan trọng trong sự nghiệp sau này. Từ tháng 7 năm 1998, Putin là lãnh đạo dân sự của Tổng cục An ninh Liên bang Nga, đồng thời giữ chức vụ thư ký Ủy ban An ninh từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1999. Nhưng bước ngoặt nhanh chóng xảy ra, khi chỉ một tuần sau, Tổng thống Boris Yeltsin quyết định chọn Vladimir Putin làm thủ tướng mới của Nga để thay thế cho người tiền nhiệm Sergei Stepasin. Ngay sau đó, nhà lãnh đạo này đã nhanh chóng gây ấn tượng mạnh nhờ những quyết sách trong cuộc xung đột Nga-Chechnya vào tháng 9 năm 1999 để đáp trả lại cuộc chiến tranh ở Dagestan và một loạt các vụ ném bom nhà ở của người dân Nga tại Moscow cùng các thành phố khác. Các quyết định của ông được xem là cứng rắn và không khoan nhượng, góp phần vào việc phục hồi trật tự, giúp ổn định tình hình an ninh quốc gia. Vì lẽ đó, sau chiến dịch này, các đảng phái hậu thuẫn Putin đã giành được sự ủng hộ vững chắc trong cuộc bầu cử nghị viện năm 1999. Vào ngày 31 tháng 12 năm 1999, Tổng thống Yeltsin tuyên bố từ chức. Trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm 2000, Vladimir Putin đứng đầu trong 10 ứng cử viên và trở thành Tổng thống thứ hai của Liên bang Nga thời kỳ hậu Xô Viết. Đến năm 2004, ông tiếp tục đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai với tỷ lệ ủng hộ áp đảo. Do thời hạn của nhiệm kỳ Tổng thống Nga bị giới hạn, ông đã không tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 3. Và trong nhiệm kỳ của Dmitry Medvedev, Putin tạm lùi về giữ ghế thủ tướng. Nhưng thực tế thì ông vẫn là người có quyền lực nhất ở xứ Bạch Dương. Đến cuộc bầu cử năm 2012, một lần nữa chiến thắng thuộc về Putin với 63% số phiếu cử tri và ông tiếp tục lãnh đạo nước Nga trong nhiệm kỳ 6 năm. Tới năm 2018, vị lãnh đạo này giành được 77% phiếu bầu, đồng nghĩa với việc ông sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng thống trong nhiệm kỳ 6 năm sẽ kết thúc vào năm 2024. Cũng trong thời gian này, Hiến pháp Nga được sửa đổi, đặc biệt số nhiệm kỳ của các cựu và đương kim Tổng thống Nga sẽ được đưa về không, từ đó tạo cơ hội để Vladimir Putin tiếp tục nắm giữ quyền lực. Và mới đây nhất, sau cuộc bầu cử vào tháng 3 năm 2024, ông tiếp tục giành chiến thắng áp đảo với 87,32% số phiếu ủng hộ. Như vậy, Putin sẽ giữ vai trò lãnh đạo xứ Bạch Dương thêm 6 năm, từ năm 2024 đến năm 2030. Người thắp lửa phục hưng Liên bang Nga. Sau hơn 20 năm cầm quyền với 4 nhiệm kỳ tổng thống và 1 nhiệm kỳ thủ tướng, Vladimir Putin đã lãnh đạo nước Nga đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử và phục hồi vị thế cường quốc. Đầu tiên, chiến lược phục hưng nước Nga của Putin là kế thừa một số giá trị Xô Viết như sử dụng cờ đỏ, tiêu ngữ ngôi sao Xô Viết và quốc ca Liên Xô, đồng thời duy trì lễ duyệt binh ngày chiến thắng. Ông cũng kiên quyết chống lại các nỗ lực xuyên tạc lịch sử, nhất là vai trò của Hồng quân trong việc đánh bại phát xít và giải cứu nhân loại. Nhờ vào đó đã tạo được ấn tượng tốt đẹp với đa số người dân Nga. Song song với đó, ngay từ đầu những năm cầm quyền, vị lãnh đạo này đã kiên quyết ngăn chặn âm mưu của giới tài phiệt Nga.
khi có các biện pháp buộc những người thuộc giới thượng lưu phải đứng ngoài chính trị, đồng thời giành lại quyền kiểm soát các ngành kinh tế quan trọng và các phương tiện truyền thông chủ chốt. Chỉ trong vòng 10 năm, nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin đã khôi phục lại vị thế cường quốc sau thời kỳ hỗn loạn kể từ khi Liên Xô tan rã. Cụ thể, xứ Bạch Dương là thành viên sáng lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, BRICS, và đóng vai trò chủ chốt trong Liên minh Kinh tế Á-Âu, cộng đồng các quốc gia độc lập và trở thành đối tác tin cậy của nhiều quốc gia. Thêm vào đó, dấu ấn trong cải cách kinh tế của vị Tổng thống còn nằm ở sự linh hoạt của các chính sách về thuế, khi ông ủng hộ chính sách kinh tế với thuế suất cố định 13% và giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 24%. Mặt khác, Putin cũng đề xuất cải cách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ với tùy chọn mức thuế 6% trên tổng doanh thu hoặc 15% trên lợi nhuận. Vào tháng 2 năm 2009, vị Tổng thống này kêu gọi giảm thuế VAT từ mức 18% xuống còn 12-13%. Nhờ vào đó, gánh nặng thuế ở Nga dưới thời ông thấp hơn so với nhiều nước châu Âu. Bên cạnh các cải cách kinh tế trong nước, thì sự ổn định của giá dầu và khí đốt cũng như sự gia tăng đầu tư nước ngoài đã giúp nền kinh tế xứ Bạch Dương vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trước đó và ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, đồng thời trở thành nước có tổng sản phẩm quốc nội đứng thứ 8 thế giới vào năm 2013 với 2.290 tỷ đô la Mỹ. Nhưng chỉ một năm sau, nền kinh tế Nga lại phải đối mặt với một thách thức lớn khi các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Liên minh châu Âu và Mỹ, áp đặt các biện pháp cấm vận nghiêm ngặt nhằm phản ứng với sự sáp nhập Crimea và sự can thiệp của chính quyền Putin vào cuộc xung đột ở Ukraine. Dù vậy thì xứ Bạch Dương vẫn đứng vững và từng bước phục hồi. Sau khi ổn định chính trị và xác định hướng phát triển, Tổng thống Putin đã cải tổ luật pháp, mục đích là bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ ngôn ngữ, bản sắc văn hóa Nga, tôn vinh lịch sử đấu tranh và ngăn chặn mỹ hóa giới tinh hoa chính trị. Hiến pháp sửa đổi cũng nhấn mạnh bảo vệ trẻ em, phát triển dân số và cấm quan chức sở hữu quốc tịch, tài sản hay tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Cùng với đó, Tổng thống cũng phê chuẩn một đạo luật nghiêm ngặt nhằm cấm hoạt động của nhiều tổ chức phi chính phủ, từ đó tạo ra một môi trường pháp lý khép kín, giúp chính quyền Nga kiểm soát và hạn chế sự ảnh hưởng từ bên ngoài đối với các vấn đề nội bộ quan trọng của quốc gia. Có thể thấy, sau hơn 20 năm Putin cầm quyền, xứ Bạch Dương không chỉ giữ được toàn vẹn lãnh thổ mà còn phát triển bền vững. Chính Tổng thống Joe Biden cũng phải thừa nhận rằng Nga là một cường quốc có trách nhiệm cùng với Mỹ bảo đảm hòa bình và sự phát triển ổn định cho thế giới. Không những thế, vị Tổng thống này còn có công rất lớn trong việc phục hồi và phát triển tổ hợp công nghiệp, quân sự Nga trên cơ sở cơ chế kinh tế thị trường với sự quản lý của nhà nước. Vào năm 2020, ngân sách quốc phòng của họ vào khoảng 61,71 tỷ đô la Mỹ, chiếm 4,17% GDP. Dù con số này chỉ bằng 1 phần 12 của Mỹ, nhưng Nga vẫn phát triển nhiều vũ khí hiện đại và độc nhất thế giới, tiêu biểu như tàu ngầm hạt nhân Poseidon. Hơn nữa, nước này cũng hiện đại hóa 70% kho vũ khí thông thường và 80% kho vũ khí chiến lược từ thời Liên Xô. Còn trong lĩnh vực ngoại giao, Nga đã vạch ra các đường lối để nâng tầm ảnh hưởng đối với những điểm nóng trên thế giới, như hỗ trợ chính phủ Syria trong cuộc chiến chống lại các nhóm đối lập để nâng cao vị thế tại khu vực Trung Đông. Thành tựu tiếp theo của vị lãnh đạo này là làm thất bại chiến lược cấm vận của phương Tây, qua đó duy trì tính ổn định của nền kinh tế. Thậm chí, xứ Bạch Dương còn quyết định tấn công Ukraine vào năm 2022 như một cách để đáp trả các đối thủ của mình. Dù gặp khó khăn, người dân Nga vẫn trung thành dưới chính quyền Putin, đồng thời quốc gia này còn hoàn tất các dự án chiến lược như dòng chảy phương Bắc Nord Stream, dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, sức mạnh Siberia và tiến hành khai thác Bắc Cực. Trong thông điệp liên bang năm 2020, Putin đưa ra khẳng định rằng Nga đủ sức chống lại mọi nỗ lực ngăn cản sự tồn tại và phát triển với tư cách một quốc gia có chủ quyền. Tuy vậy, vẫn tồn tại nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc lãnh đạo đất nước của ông. Mặc dù có sự phục hồi, nhưng kinh tế Nga chưa đủ mạnh để ảnh hưởng lên toàn cầu và họ cũng không phải là đối tác hàng đầu của các cường quốc như Trung Quốc hay Ấn Độ. Thậm chí, ảnh hưởng với các quốc gia thuộc Liên Xô cũ cũng bị suy giảm. Thêm vào đó, nước này không còn sức ảnh hưởng lớn về lối sống, văn hóa và nghệ thuật, đồng thời không duy trì được chính sách hiệu quả với cộng đồng người Nga ở nước ngoài. Mặt khác, ông cũng bị các nước phương Tây công kích bởi tính độc đoán của hệ thống chính trị tại Nga. Nó dựa trên chủ nghĩa dân tộc và kiểm soát chặt chẽ truyền thông, cộng với việc quyền lực tập trung vào nhóm Siloviki, những người có liên hệ với Putin, cùng các cơ quan an ninh và tình báo, cũng như việc ông thể hiện quan điểm không ủng hộ cộng đồng LGBT khi cấm mọi hình thức tuyên truyền về cộng đồng này và kết hôn đồng giới. Ngoài ra, ông còn ban hành lệnh cấm phẫu thuật chuyển giới đối với những người không mắc dị tật bẩm sinh về giới tính. Tất cả đã gây ra những bất mãn cho một bộ phận cư dân nước này. Ai sẽ là sao hoàng mới của Nga?
Vào trước cuộc tranh cử năm 2024, nhà báo Margarita Simonian, tổng biên tập hãng thông tấn nước Nga ngày nay, nhận định rằng trước đây Putin chỉ đơn giản là tổng thống và có thể thay thế, còn bây giờ ông ấy là lãnh đạo của nhân dân Nga. Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai thay thế ông. Tuy nhiên, nếu ông Putin tiếp tục lãnh đạo thêm một nhiệm kỳ nữa tới năm 2036, thì khi đó ông đã 84 tuổi. Vì vậy, việc chuyển giao quyền lực trong tương lai của Nga không chỉ ảnh hưởng đến cấu trúc quyền lực trong nước, mà còn là yếu tố quyết định hướng đi của quốc gia này trong các thập kỷ tiếp theo. Vậy những ứng cử viên kế nhiệm có thể là ai? Đầu tiên là người đồng minh lâu đời nhất cũng như có cùng quê hương Leningrad của Putin, đó chính là Dmitry Medvedev. Sinh năm 1965, vị giáo sư luật này đã giữ chức Tổng thống Nga trong 4 năm từ năm 2008 đến năm 2012, sau đó đóng vai trò Thủ tướng từ năm 2012 đến năm 2020. Còn hiện tại, Medvedev là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. Ông đã thể hiện một lập trường kiên quyết trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì an ninh chiến lược với thái độ cứng rắn về cuộc chiến ở Ukraine. Thêm vào đó, ông cũng đe dọa một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nếu Ukraine cố gắng sở hữu kho vũ khí hạt nhân của riêng mình. Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi về việc liệu một người từng phục tùng Putin lâu như vậy có thể giành quyền lực hoặc củng cố quyền lực hay không. Ứng viên sáng giá tiếp theo đó là ông Mikhail Mishustin. Ông sinh năm 1966 tại thành phố Lobnia và là một nhà kinh tế được đào tạo bài bản. Ông đã dành một thập kỷ làm lãnh đạo cơ quan thuế của Nga trước khi được bổ nhiệm làm thủ tướng vào năm 2020. Vị thủ tướng 58 tuổi này sẽ là một lựa chọn hợp lý cho vị trí kế nhiệm bởi ông sẽ là người giữ chức tổng thống tạm quyền nếu Putin rời khỏi chức vụ trước khi nhiệm kỳ kết thúc. Mặt khác, với quan điểm giữ im lặng về cuộc chiến ở Ukraine và chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát hậu quả từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, thì Mishustin là người thích hợp để duy trì các cấu trúc cơ bản của chế độ đang tồn tại ở Nga, đồng thời thực hiện một bước lùi chiến lược hoặc chấp nhận các điều khoản kém thuận lợi hơn so với những gì Putin sẵn sàng chấp nhận. Kế tiếp là Sergei Sobyanin. Ông sinh năm 1958 tại một ngôi làng của dân tộc Mansi ở Naksimvon thuộc khu tự trị Khanty Mansi. Với vai trò là thị trưởng lâu năm của Moscow, từ lâu ông đã được đồn đoán là người có thể kế nhiệm Putin bởi khả năng tuân thủ mọi chính sách nội bộ quan trọng mà Putin đề ra, đồng thời giữ im lặng về một số vấn đề đối ngoại khó xử. Trước đây, Sobyanin giữ các chức vụ thống đốc vùng Tiumen, tránh văn phòng của Tổng thống Vladimir Putin, tránh văn phòng chính phủ với cấp bậc Phó Thủ tướng Liên bang Nga và là thị trưởng thứ ba của Moscow kể từ tháng 10 năm 2010. Từ đây, Sobyanin dần nới lỏng các dự án xây dựng lớn của người tiền nhiệm là Yuri Lutkov và điều này được ca ngợi là sự quy hoạch thành phố sáng suốt nhất trong nhiều năm. Đồng thời, ông cũng thành lập Moscow Media, công ty mẹ của một số kênh truyền hình, đài phát thanh và báo chí do chính quyền Moscow sở hữu và kiểm soát. Mặt khác, Sobyanin cũng có chung quan điểm không ủng hộ LGBT như Putin khi ra lệnh cấm các cuộc diễu hành tự hào trong thành phố, vì vậy mà ông bị các nhóm lên án mạnh mẽ. Hơn nữa, ông còn thành công trong việc duy trì hoạt động suôn sẻ của thủ đô Nga bất chấp các cuộc biểu tình lớn bởi phe đối lập, đại dịch Covid-19 và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine. Tất cả đã giúp Sobyanin trở thành ứng cử viên hàng đầu để lãnh đạo Nga sau Putin. Một cái tên tiềm năng không kém đó là Andrei Belousov. Ông sinh năm 1959 tại Moscow và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Nga vào tháng 5 năm 2024. Đây cũng là một đồng minh thân cận khác của Putin, bởi Belousov có khả năng sẽ tiếp tục hầu hết các chính sách của Putin cả trong và ngoài nước. Là một nhà kinh tế học được đào tạo bài bản, ông từng giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất từ năm 2021 và phụ trách nhiều vấn đề về kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy các chính sách phát triển chiến lược của chính phủ cho đến khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng. Belousov được đánh giá là người có tư duy phân tích và khả năng quản lý, có thể mang lại một sự thay đổi cần thiết trong việc điều hành Bộ Quốc phòng cũng như duy trì ảnh hưởng của Nga trong bối cảnh quốc tế đầy biến động. Bên cạnh đó, còn có những ứng viên ít tiềm năng hơn nhưng không phải là không có cơ hội kế nhiệm, có thể kể đến như Sergei Kirienko, sinh năm 1962. Hiện tại, ông là lãnh đạo của Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia, cũng như giữ chức phó tránh văn phòng đầu tiên của Putin. Ở tuổi 62, Kirienko được xem là một chính trị gia có kinh nghiệm dày dặn và khả năng điều hành sắc bén. Ông từng là thủ tướng của Nga vào năm 1998, nhưng phải từ chức sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998. Hơn nữa, trước đây ông cũng là người bổ nhiệm Putin làm lãnh đạo Tổng cục An ninh Liên bang Nga và là một nhân vật trong vòng thân cận của Tổng thống. Tiếp theo đó là Alexei Dumin. Chính trị gia sinh năm 1972 này
từng làm vệ sĩ cho Putin vào những năm 1990 trước khi thăng tiến và đảm nhận nhiều vai trò trong bộ máy nhà nước Nga, bao gồm phó giám đốc cơ quan tình báo quân sự GRU và giám đốc tỉnh Tula. Ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych rời đi và tham gia chiến dịch chiếm Crimea. Sau này, Dyumin trở thành Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thống đốc Tula. Ông được đánh giá là một trong những đồng minh thân cận của Putin, với khả năng thay thế Shoigu sau cuộc nổi loạn Wagner. Vào tháng 8 và tháng 9 năm 2024, ông được bổ nhiệm làm lãnh đạo bảo vệ tỉnh Kursk và gia nhập Hội đồng An ninh Nga. Một ứng viên nữa đó là Nikolai Pachusev. Đến tháng 5 năm 2024, ông là thư ký Hội đồng An ninh Nga, người ủng hộ mạnh mẽ quan điểm rằng phương Tây đang âm mưu làm suy yếu Liên bang Nga. Mối quan hệ gắn bó giữa chính trị gia này và Putin bắt nguồn từ thời cả hai còn phục vụ trong KGB. Cùng với đó, ông cũng là nhân vật chủ chốt trong các quyết định lớn liên quan đến an ninh và quốc phòng của Nga, bao gồm cả hai cuộc chiến tranh với Ukraine. Đồng thời cũng có những chính sách khéo léo để củng cố quan hệ ngoại giao, đặc biệt là với Trung Quốc, nhằm tạo ra đối trọng với áp lực từ phương Tây. Tuy nhiên, sau khi bị thay thế trong Hội đồng An ninh Nga, vị thế của ông có phần suy giảm. Và giờ đây, con trai của ông Dmitry, Bộ trưởng Nông nghiệp, cũng nổi lên như là một ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm Putin. Bên cạnh đó, cố lãnh đạo Wagner Group Yevgeny Prigozhin cũng từng được coi là một ứng viên kế nhiệm tiềm năng. Nhưng vào tháng 6 năm 2023, ông đã chỉ huy một cuộc đảo chính chống lại chế độ Vladimir Putin tại Moscow. Dù thất bại nhưng nó cũng đã gây ảnh hưởng đến quyền lực của Putin sau hơn một năm chiến tranh Nga-Ukraine. Tuy nhiên, Prigozhin đã qua đời 2 tháng sau đó trong một tai nạn rơi máy bay. Vì vậy mà quyền lực của ông Putin càng được củng cố hơn. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện với hơn 40 chuyên gia vào tháng 7 năm 2024, thì có 40% cho rằng Putin sẽ tiếp tục cầm quyền cho đến khi ông qua đời, trong khi 23% dự đoán một cuộc đảo chính trong cung điện, chỉ có 3% chuyên gia tin rằng Putin sẽ rời bỏ quyền lực tự nguyện. Suy cho cùng, tất cả các phân tích và suy đoán trên đều chỉ mang tính lý thuyết, vì Vladimir Putin vẫn có thể cầm quyền lâu dài theo hiến pháp đã sửa đổi, thậm chí đến khi ông đã ngoài 80 tuổi. Bên cạnh đó, vị lãnh đạo này cũng đã xây dựng một hệ thống chính trị vững chắc, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các cơ quan nhà nước và an ninh. Điều này càng củng cố khả năng tiếp tục lãnh đạo mà không phải đối mặt với sự phản kháng mạnh mẽ từ các thế lực trong nước. Mặc dù vậy, không ai có thể cầm quyền mãi mãi và chắc chắn sự thay đổi từ vị trí tổng thống trong tương lai sẽ gây ra những phản ứng trái chiều. Vậy theo các bạn, ai sẽ là người thay thế Putin lãnh đạo nước Nga? Hãy để lại bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.